Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị là quay trở lại với Thái Học Ô tô Sài Gòn. Hôm nay Học lại tiếp tục gửi đến cho anh chị mẫu xe cắt lỗ. Xe này là xe Lexus RX350 nha anh chị. 2021 đi được 10.000 cây. Và xe này thì anh chị bắt buộc phải ra đại lý chính hãng để chúng ta check về đâm đụng ngập nước nè. Tại vì bên Học cấp giấy chứng nhận đó anh chị, nên là vào thời điểm đó bắt buộc khách hàng phải ra kiểm tra về chất lượng của nó, động cơ, hộp số, ô đô, ngập nước, đâm đụng để cho anh chị yên tâm. Và chắc chắn rồi, chiếc xe này khi mà anh chị kiểm tra thì chi phí nó cũng không có thấp, nó lên đến 4 triệu mấy đó anh chị. Khi mà anh chị đến có thể là bên Học cân đối hỗ trợ anh chị tiền chết hãng nha. 4 triệu hơn 5 triệu, gần 5 triệu nha anh chị. Thì anh chị biết rồi, về cái hãng Lexus đó, thì anh chị yên tâm về chất lượng dịch vụ. Ví dụ như anh chị mua chiếc xe này, họ ngoài việc mà họ đâm đụng ngập nước, khi mà cái cản mà sơn họ cũng báo với anh chị luôn, cái vỏ này đã sơn họ cũng báo anh chị luôn, và km bao ngày mấy, vào lúc mấy giờ vô bảo dưỡng, họ sẽ báo cho anh chị đầy đủ hết thông tin. Nhưng mà cái thời gian đăng kiểm nó mất đâu đó khoảng 4 tiếng đồng hồ nha anh chị, khá là lâu. Xe này thì ngày xưa Học, anh chị biết rồi, Học chào là 1.4 tỷ 200 triệu. Thì thời điểm đó là Học muốn mua chiếc xe này về, Học kiếm 200 triệu nè, lâu lâu là một chiếc xe lướt đó. Chiếc xe này á, Học mua 400, Học đó Học chào là 4 tỷ 2, bây giờ là Học chỉ chào là 3 tỷ 7 thôi anh chị. Nói chung là nhắm mắt đầu tiên á, là nhắm mắt lại là mình lỗ 3 tỷ trong tay rồi. Xe này là lỗ hẳn 3 tỷ trong tay, anh chị lại mà ra đòn thêm cái nữa là lỗ thêm nữa đó. Xe thì phải gọi là từ trong ra ngoài nó tròn nguyên zin, nó còn đẹp và nó còn thơm. Cái vô lăng này làm không là gần 6 tháng anh chị. Cái vô lăng này những cái ép gỗ ở đây nè. Cái vô lăng này với cái vô lăng AX y chang là Lexus á, họ làm cái vô lăng cái gỗ cầm nó đã lắm. Đó, cái gỗ này nó rất là dày, nó rất là nhiều lớp. Từ cái văn gỗ đó. Cái xe đắt tiền mà anh chị, nên là mọi chi tiết nó có một cái cách chế tác khác nhau. Đó, có HUD đồ đầy đủ hết nè, lo nè. Đó, anh chị nhìn cái loa nè. Đó. Xe này thì Học cũng không có nắm nhiều thông tin đâu anh chị, Học chỉ biết những cái cơ bản như là ghế điện ba hướng nè, rồi chỉnh điện, bơm lưng nè, động cơ 3.5, hộp số tự động, cốp điện, có an toàn safety sen. Nhưng mà an toàn safety sen của xe này nó nhạy hơn Toyota rất là nhiều nha anh chị. Hai vùng lạnh độc lập nè, màn phím ở đây thì điều khiển nè, bằng con chuột nè. Nói chung là xe này nó có nó sẽ tập trung vào những cái an toàn như là trang bị túi khí nè, vào những cái trang bị an toàn safety sense của nó, không phải là của Toyota đưa qua nha anh chị. Anh chị đã Học đã đi thử xe này rồi và anh em cũng đã cảm nhận xe này rồi, cái gói an toàn safety sense xe này nó rất là nhạy anh chị. Anh chị nhìn nè đó, anh chị nào mà biết chiếc xe này nó có cái gì đặc biệt hay ho, anh chị comment ở dưới nha, để hỗ trợ Học cũng như là Học sẽ học hỏi thêm từ anh chị á. Những chiếc xe như thế này tại vì nó còn mới tinh thì Học mình chỉ làm, nhiều khi làm nghề xe này nè anh chị, mình không có nắm rõ. Thí dụ như là chiếc xe này nó có những cái điểm nào hay, cái điểm nào đặc biệt, cái ghế da nó xuất xứ từ đâu, những cái chi tiết đó Học không có nắm. Thí dụ như anh em Học chỉ nắm giá bây giờ khách hàng muốn mua và đại lý có xe chưa, hoặc là đặt hàng bao nhiêu tháng và đang có chương trình khuyến mãi gì, hoặc là không có chương trình khuyến mãi, thì mình nắm cái đó theo mình, bởi mình căn theo cái giá thị trường thôi anh chị. Một chiếc xe rất đẹp nha anh chị, đẹp từ trong ra ngoài, gầm cao. RX350, xe này bên Học đang chào bán là 3 tỷ 7 thôi nha anh chị. Anh chị nào ở tỉnh thì bên Học bao rút hồ sơ gốc cho anh chị luôn. Đó, rất là đẹp. Xe cắt lỗ tiếp tục. Còn chiếc xe này thì anh em Học đi nha anh chị, xe này với xe này, với lại chiếc Atis 000056 á là Học không bán. Mazda 2019 nè. Xe này thì bán là 565 triệu. Còn cái này là Lexus NLX 750 2008 lên form 2014, bên Học đang chào bán là 1 tỷ 8. Còn trước màn hình quý vị đây là chiếc xe cắt lỗ của Học, Học mua 4 tỷ, bây giờ Học bán là 3 tỷ 7. Anh chị nào đang có nhu cầu nhớ ủng hộ Học nha. Học xin kết thúc video tại đây, xin chân thành cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.